Giao hàng Nhật Lục Địa xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng giới thiệu với các bác một cái chiếc máy rửa mát Nationa, một chiếc vòm huyền thoại còn rất là đẹp nhé. Rất là hiếm con hình thức đẹp được như này các bác ạ. Em để số 8, một con máy kính trong suốt này, vỏ còn rất là trắng. BM1 hình thức, nói chung là mỹ mãn đối với một con Nationa. Đẹp mỹ mãn luôn nhé. Mặt mũi đẹp, kính trong suốt đẹp này, bảng điều khiển đẹp này, mọi thứ đẹp, lưng niếc cũng vẫn đẹp. Một con máy nói so với đời thì không có gì để chê được. Nội thất cũng rất ok, đẹp các bác nha. Điện nước nóng bỏng luôn. Nhiều bác cứ hỏi bảo tại sao nó không nóng. Nóng quá chứ ạ, máy nào chả nóng ạ. Thế là do các bác mở ra đúng cái chế độ, lúc nó đang ở chế độ nước giữa thì nó sẽ không nóng là đúng rồi. Đây, con này nội thất rất là sạch các bác nhé, nội thất sạch đẹp này, thấy chưa? Máy rửa bát Nationa 60S NPBM1 thân ruột inox hết. Con này thì nó là một cái mẫu huyền thoại của Nationa rồi, người Việt Nam mình rất là thích. Em bán là 3,8 triệu nhá, nói chung là máy miễn chê. Nước phun là mầm các bác này. Đấy. Giá 3,8 triệu chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, ship hàng toàn quốc. Các bác ở xa mua đặt cọc trước cho em 500.000 ạ. Em giao hàng đến nơi, các bác nhận hàng kiểm tra, các bác thanh toán nốt. Xin chào các bác.